Này này. Dạ. Thế mới sáng ngày ra không làm ăn gì mà lại dọn đồ đi đâu thế hả? Hôm nay em nghỉ, tranh thủ đi lễ bác ạ. À, chú Bơm lại thích lễ bái từ bao giờ? Mà này, đầu xuân năm mới, người ta đi lễ để cầu cho quốc thái dân an, đi lễ cầu cho vạn sự tốt lành. Chú đi cũng tốt đấy chứ. Vâng. À, thế đi được những đâu rồi? Ui giời ơi, từ Tết ra giờ đi được mỗi chùa Hương thôi. À, chùa Hương cũng là tốt rồi còn gì. Không, còn nhiều nơi lắm chứ. Đâu đấy? Úi giời, Bái Đính, à, chùa thì nghe nói mới làm đẹp lắm. À, mà em đã đi đâu, xong lại còn Yên Tử này, nó chùa Hà nữa. À, ôi giời ơi, chết. Xa thế cơ mà. Dám mà đi được như chú thế thì tốt quá nhỉ. Vâng. Thế đi bằng gì? Em đi xe cơ quan. Xe cơ quan? Vâng. Chú lấy một nửa vỉa hè, tôi lấy một nửa vỉa hè. Công tác ở cơ quan nào mà có xe? Xe cơ quan thằng em. Đấy, nói thế có phải là dễ nghe không? Người ta lấy xe cơ quan, người ta đi tranh thủ lấy xe cơ quan đi lễ mà. À thế à? Bây giờ đang ở chùa Hương, bây giờ này đi qua đây đón một vài người nữa xong rồi là đi phộc thẳng Yên Tử luôn. Này này này, chú xem xe có rộng cho tôi đi nhờ được không? Bác đi cùng thì tốt quá còn gì nữa. Ừ, thế thì để tôi dọn hàng về rồi đi nhá. Vâng, rồi bác chuẩn bị đi. Rồi. Hai bác đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tất cả xong chưa? Chú này là... À đây đây, thằng em họ em đây, xe cơ quan này. Là. Xe đâu mà lại đi bộ này? Em đi bộ từ đầu ngõ vào đây. Em xe thì đón mấy người ở xa vào trước, còn đến là đón anh em mình sau. Ừ, nhưng mà sao mặt mũi sao đây? Đấy, đi lễ nhiều thì nó mặt nó phải tiêu điều thì nó mới ra dáng lên người đi lễ. À. Chú đi lễ mà thế này à? Vâng. Chết. Sao lại đánh nhau ở cái chỗ lễ hội ấy? Ôi giời, nó còn quá đánh nhau ấy, bác cứ thử đi mà xem. Em nghĩ ra rồi, bây giờ đi lễ, thứ nhất là mình phải có máu liều, có thêm tí võ mà lại quen xã hội đen càng tốt. Này. Thế thì mới đi được. Chú không đùa tôi đấy chứ? Em đùa. Người ta đi lễ là tìm sự thảnh thơi, tìm sự thư giãn. Đi lễ mà như thế này thì bố ai dám người ta đi lễ nữa. Đúng đấy bác ạ. À, bây giờ đi lễ là phải tính chiến đấu nó phải cao. Không, người ta đi lễ mà thế này thì ai người ta dám đi. Ừ. Đến đấy để đánh nhau à? Đi lễ người ta lại thành tâm như ai lại làm như các chú. Ừ. Bác chắc không tin là bác. Cậu làm gì để người ta đánh cái gì? Không. Tôi là không tin những cái chuyện đấy. Khổ quá bác không tin gì. Ừ. Bây giờ này, để cho bác dễ hình dung nhá. Ừ. Đỡ phải mất công thì giải thích cho bác làm gì. Bây giờ này, bọn em sẽ diễn một cái hoạt cảnh cho bác để bác dễ hiểu nhá, là thế nào là đi lễ, bây giờ là nó là thế nào. Bây giờ ví dụ bác là người đi lễ nhá. À, tôi đấy, là người đi lễ. Bác là người đi lễ đấy, bác ngồi trên xe rồi, rồi xe đến nơi rồi, rồi nào, cửa mở bác rồi. Ui mỏi quá, Hiếp ngồi xe suốt cả, mỏi quá. Em chào bác, bác có khỏe không? Vẫn bình thường. Chị nhà tên vẫn thế ạ. Ừ, vẫn thế. Thế nên cháu học có giỏi ạ. Ui vâng. Cậu là ai đấy? Ô thì các bác không nhận ra em à? Không, chưa nhận ra. Ôi, em đón bác từ Hà Nội xuống đây, bác không nhớ à? À, tôi chết rồi. Chú có đúng là đi cái xe máy đằng sau xe tôi, lúc thì đi bên này, lúc thì đi bên này, đúng lúc rồi. Thì lên trên, lúc xuống dưới mà. Cứ như thế này, tôi lại tưởng là chú rời cái gì cơ. Mà này, xe các bác phóng cảnh quá, em bám mãi mới được ấy. Mà tôi đi lễ sao lại phải đón? Em phải có trách nhiệm đón các bác xuống đây. Sau đấy lại còn đưa các bác xuống đò cơ mà. Không, ở đây nhiều đò. Tôi cũng đi rồi, tôi biết. Không việc gì phải đón xuống đò đâu. Ôi, bác nghĩ thế thì cũng được. Bác, bác đi đò của em. Bác đi đò nhà em. Không, không, tôi đang nói chuyện với chú. Không, khổ quá. Thế bác quên em à? Năm ngoái bác chả đi đò nhà em rồi còn gì nữa. Đúng không? Để em đây, thế em vẫn thế. Này, bác đi đò nhà em, đò nhà nó có một chấm. Mà nó có 5 chỗ thôi mà nó toàn nhồi 13, 14 người đắm thường xuyên ấy. Bác đi đò nhà em, đò nhà em 2 chấm, 9 chỗ. Thôi thôi, được rồi, đắm là tôi không đi đâu. Đấy, đấy, bác bên này, bác 2 chấm. Nghe tôi hỏi này, từ từ nhá. Này, này, thế đi đò kiểu gì mà lại có 1 chấm với 2 chấm là thế nào? 1 chấm ở đây tức là 1 chấm tức là nó là 1 sức trâu. Còn 2 chấm là 2 sức trâu. Đò nhà em là 2 trâu kéo. À, bác đi đò nhà em này. Đò nhà em cũng 2 chấm, bác thích 2 chấm có ngay. Đò nhà em là 2 mã lực. Đò nhà nó đi 2 chấm là nó đi mượn. Mà 2 ngựa nhà nó, nhưng mà 2 ngựa là mỗi ngựa kéo đi một hướng. Đấy, mỗi ngựa mà kéo đi một hướng thì quá là chú làm đứt thuyền à. Thôi được rồi. Đi đò cho đi. Anh đi đò cho em đi. Mày để ra thằng này của tao. Của tao. Của thằng tao. Này là của tao. Tao đón nó từ Hà Nội xuống. Tao nhìn thấy mặt nó trước. Im mồm đi. Thôi. Tí nữa tao nhường mày mảng khác. Đây, lên đò cho em nhá. Này, lần sau là phải cẩn thận đấy nhá. Nhưng cứ tranh nhau đánh nhau thế này, ghê chết đi được. Không kệ nó phải... Tôi là khách, chả phải đầu phải tay. Rồi, bác yên tâm. Xuống đò. Làm ăn nó phải thế, bà xuống đò nào. Xuống đò.
Châu chào. Đến chưa, đến chưa? Đến rồi. Phanh tay. Đỏ có phanh tay à? Lên đỏ. Lên đỏ. Bác đi thôi. Chào bác. Xin mời bác vào đây. Bác vào nhà hàng của chúng em. Đấy, bác vào nhà hàng của chúng em ấy. Cái gì cũng có, hương hoa, nải quả, thứ gì có đấy. À, thế thì tôi đã chuẩn bị các thứ rồi. Vâng. Bây giờ hình như là chỉ thiếu mỗi viết sớ thôi. Viết sớ có luôn, kể cả bác thích massage luôn cho bác. Thế hay nhỉ. Vâng. Thôi được rồi, bên đây có viết sớ được không? Viết sớ mới có, em viết sớ nhá, viết sớ chữ nho, mà nho xin. Nho em nho Mỹ đấy, không sợ thối. Viết sớ mà có cả sớ nho Mỹ à? Vâng. Vâng, thế đây. Chú viết nhá. Thế tên bác gì nhỉ? Trần Văn Phô. Trần Văn Phô. Rồi. Đấy, địa chỉ. Địa chỉ là số 6. À, số 6. Tổ 6. Tổ 6. Phường 6. Phường 6. Đường Võ Thị 6. Đường Võ Thị 6. Đấy, ok. Rồi, xong ngon lành. Chữ nhỏ, ui, chú viết này, ui, đúng nhỏ. Đấy. Chú đọc lại. Tôi đọc ra nhá. Trần Văn Bơm. Đấy, nhà 6, phố 6, phường 6, đường Mạc Thị Bưởi. Đây. Chú nghe có nhầm không đấy? Tôi là Trần Văn Phô mà chú lại viết thành Bơm, mà tôi đường Võ Thị 6 sao lại ở bên đường Mạc Thị Bưởi. Thôi nhưng mà mấy người đấy cũng nổi tiếng cả. Thế mà thế bác ơi, trong khi bác ở đây nghỉ thì chắc là em biết bác đói. Từ sáng giờ đi chưa có gì uống đúng không? Đã ăn nhà đâu? Hàng em lại có các món ăn đặc sản thú rừng. Ui thế đấy à? Nai có này. Úi giời. Quãng có này. Đấy, kể cả hổ báo các thứ có hết. Bác thích gì con đấy? Thế à? Con hoãng này nặng quá đấy. Này, thế thì nai mới hoãng thế này thì mà đi đến cái chỗ lễ bái linh thiêng thế này mà toàn thịt thú rừng này mà không sợ à? Bác ơi, đi thôi, mất thời gian quá. Sao đấy? Thú rừng gì đâu, toàn thú vật chứ, thú rừng thì làm gì có nai có hoãng gì. Đấy, toàn chó vừa... xong đập vỡ đầu xong kéo dài mõm ra, nai mới hoãng gì. Đây. Ôi giời, cứ từ từ nào. Đây, bác vào đây. Đây, hàng nhà em. Đây mới là dịch vụ trọn gói. Chứ bác ngồi bên kia nó toàn lừa đảo. Tôi chỉ thấy người ta bảo là có cưới hỏi trọn gói chứ lại đi lễ cũng lại trọn gói à? Ô hay. Bác một cười. Thế bây giờ em hỏi bác cái bác đi lễ thì bác cần phải có những cái gì nào? Bác phải có lễ, đúng không? Bác phải đội lễ, rồi. Bác phải dâng lễ, rồi. Bác phải dẫn lễ, rồi. Đúng không? Bác có làm được những cái việc ấy không? Thì... Bác đã có đồ lễ chưa? Chưa. Chưa thì đấy, bây giờ đây là trọn gói là đây. Đây em sắp lễ cho bác. Đấy. Đấy. Bác có bao nhiêu tiền em làm cho bác mâm lễ vừa túi tiền của bác. Đây mâm lễ của bác đây. Rồi. Dạ. Chú lại đội lễ luôn à? Em đội lễ luôn, chọn gói mà lại em đội lễ luôn. Tôi chỉ đi đằng sau thôi. Bác chỉ việc đi đằng sau. Cái này nhàn. Rồi đấy. Bác đi đằng sau thôi. Đấy. Dẫn lễ. Lên chùa bé, lên chùa bé một tầng. Đi theo bác ơi, bác thương em, bác thương em, hoàn cảnh em khó khăn. Hồi sáng nay em ra muộn, một khác con chơi hết của em rồi, bác cho em ít. Ăn xin à? Vãi bác ơi, vâng ạ. Ăn xin thì phải dậy sớm chứ, ăn xin ra muộn thế này thì người ta xin hết rồi còn gì. Ôi, bác ơi, đêm qua mải nhậu say, đây quên đồng hồ báo thức, để ra muộn bây giờ khó thế này, bác cho em biết đồng hồ. Này, ôi trời ơi, này, tôi không đi ăn xin mà ông lại còn nhậu uống rượu say từ hôm qua, thế là thế nào, ăn xin đây xịn nhỉ. Bác ơi, cho em ít lọc rơi lọc vãi cũng được. Được rồi, đây, lấy cái oản cho ông, cái oản nhá. Thôi, bác ơi, oản em không ăn được, nó nóng ruột lắm. Bác ơi, bác cho em ít tờ polymer ấy, để em ra em làm nồi lẩu cho nó đỡ háo, bác ơi. Đồ đi ăn xin mà ăn lẩu cho đỡ háo này. Tôi không có tiền. Thôi, bác ơi, bác thương em, bác ơi. Tôi không cho. Khăn quá, bác ơi. Không có. Này. Đi kiếm đám khác. Đám này tao thuê trọn gói rồi. Ôi, vâng. Đi rồi. Này. Đi bác. Quen nhau à? Ôi thì toàn người làng nghe mà. Úi giời. Họ hàng với nhau hết đấy. Thế à? Đang lúc lồng nhàn, mẹ đang mùa lễ hội để tranh thủ đi kiếm tí. Này thôi đi thôi bác. Được rồi. Đến chèn giúp thế này. Đây. Đâu? Đến cổng chùa. Đến rồi à? Rồi. Lễ chỗ nào? Lễ chỗ nào? Đâu? Đấy, đằng trước kìa. Ta bảo đâu? Đấy, đằng trước kìa. Đâu có đâu, toàn nhìn những người thôi. Ai thì hướng đằng này đi còn gì nữa. Bái vọng vào. Thế à? Một vái xa bằng ba vái gần. Ở Hà Nội người ta còn ngồi trên yên xe, người ta bái vào trong chùa đấy còn sao được. Thế à? Bác khấn đi, khấn. Khấn như nào? Thì bác cầu gì bác khấn đấy? Thì tôi biết cầu cái gì bây giờ? Ô hay. Bác cầu cái gì bác không biết nữa. Thôi được rồi. Bác không biết khấn gì. Cho cao ơi. Đây, chọn gói luôn. Có nghe. Nó khấn cho bác. Bác thành tâm nhá. Này, bác tên gì nhỉ? Em quên mất rồi. Này, vừa ăn xin mà. À vâng.
chuyển ra. Lại chuyển à? Vâng. Bác tên gì? Trần Văn Phô. Trần Văn Phô à? Vâng vâng ạ. À con Nam Phô à, chứ được phải con Nam Phô à, chứ được. Mày khấn Phật hay mày khấn ông? Em quên. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, con lại mười phương, phải phụ độ chỉ cho tín chủ là Trần Văn Phô. À, con lại ngược chuyện đằng trước, con lại mong chuyện đằng sau. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Này, chú kiểu gì đấy? Sao lại khấn trời khấn Phật mà lại ngược chị đằng trước, mông chị đằng sau là thế nào? Chú khấn thế có người sợ phải tội à? Bác một người, bác nhìn xem hàng nghìn cái mông đằng trước, mình phải tôn trọng mông người ta chứ. Con Nam Mông A Di Đà Phật, con Nam Mông A Di Đà Phật. Bác à. Ui giời của bác, sắp đôi, ngon rồi, trứng rồi. Gieo quẻ đây à? Vâng. Gieo quẻ mà lại gieo bằng quân sóc đĩa thế này à? Thì nó là đồ chuyên dụng của em tận dụng. Sắp đôi là trứng à? Vâng, một câu đôi việc ấy. Thôi xong rồi làm cái gì nữa? À, xong rồi. Coi như xong. Thôi, đấy. Hạ lễ. Thế rồi, hạ lễ luôn nhỉ? Thụ lộc luôn. Đấy. Ăn luôn đây à? Ăn luôn. Thụ lộc luôn. Thế à, bây giờ bác nhớ em xin tiền nhỉ? Tiền à? Vâng. Bao nhiêu? À, của bác tất cả hết 100. Khiếp. Khấn mấy câu lung tung lăng tăng thế rồi mà lấy người ta 100. Ờ, cười nhỉ? Thế em lấy đúng dịch vụ còn gì nữa? 100 hả? Vâng. Có phải giả tiền luôn không? Giả luôn cho nó xong nó đi. Này, đây, giả tiền luôn. Vâng. Thôi đấy. Vâng, em vào thế. Em cảm ơn anh nhé. Làm cái lọc mà. Vâng. Em cho con em một cái. Xong rồi đây à? Này, thế còn của chú hết bao nhiêu nhỉ? Đây, để em tính cho bác. Đây, cái mâm lễ này nhá. Rồi. Mâm lễ của bác là 500. 500? Đấy. Thế còn 200 tiền đội lễ. Là 700. Rồi. 200 tiền dẫn lễ. Là 900. 100 tiền từ nãy giờ đội lễ để mà chờ thằng này nó khấn. Thế là 1 triệu. Tổng cộng là 1.050.000. Này, chú có biết tính không đấy? Tổng cộng có 1 triệu mà ông tính đến 1.050.000. 50.000, 50... Còn 50.000 nữa, 50.000 tiền tát. Lại có cả tiền tát ở đây. Chứ vừa rồi bác ngoái bác lễ chạm vào mông cái con bé đằng trước nó quay lại nó tát cho em cái thì bác bị đền bù tiền độc hại cho em chứ. Thế tức là tôi vẫn phải nộp cho chú 1.050.000. 1.050.000. Này, một tháng lương photo của tôi đấy. Hả? Không biết. Vẫn phải giả à? Ngả cái gì nữa. Cái gì đấy? Tôi chết. Cái ví của tôi đâu rồi? Cái gì? Cái ví màu đen của tôi đâu rồi? Ví của bác đây. Sao chú lại cầm ví của tôi? Ui, bác mà cứ đứng cò kè một tí nữa thì bác không còn cái gì về với vợ nữa. Alo, đến ngay nhá. Các bác ơi, lên xe đi luôn. Thôi. Tôi không đi lễ nữa đâu. Tôi mới chỉ đi có một vòng xung quanh vỉa hè với hai chú mà tôi đã hãi lắm rồi. Không hiểu là đến cái chỗ đi lễ thật thì nó như thế nào. Chắc có lẽ tôi không vác nổi cái xác về đâu. Thôi, tôi xin tiếng.